Chào anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, giữ sạch ruột già giúp ngăn ngừa một số bệnh liên quan tới hệ đường ruột như là dạ dày, ung thư trực tràng, táo bón hay là axit cao. Tuy nhiên thì ăn như thế nào để giữ sạch ruột già và chế độ ăn như thế nào mới là an toàn thì chắc hẳn quý vị vẫn chưa rõ đúng không ạ? Và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm giúp chúng ta hỗ trợ giữ sạch ruột già. Những loại thực phẩm giúp thải độc ruột, làm sạch ruột hiệu quả một tảo rong biển, rong biển còn được gọi là máy tăng tốc nhu động ruột, giúp đường ruột hoạt động với tốc độ cao hơn bình thường. Rong biển có chứa một loạt chất hữu cơ, iốt, kali, canxi, sắt và các nguyên tố khác. Không chỉ vậy, đây còn là thực phẩm chứa protein, axit béo, đường, vitamin tổng hợp và niacin. Chất sơ có hàm lượng calo thấp của rong biển có thể thúc đẩy sự chuyển động của đường ruột cách tốt nhất để ăn rong biển là nấu canh xuông hoặc nấu cùng đậu phụ để không bị phá hủy các khoáng chất trong rong, đồng thời mang lại hiệu quả làm tăng sự đào thải chất cặn bã, giúp bạn đi đại tiện thuận lợi, đường ruột sạch sẽ. 2. Gạo lứt, gạo thô Gạo lứt được đông y gọi là máy vệ sinh đường ruột hay còn được mô tả giống như là một người thợ sửa ống nước, làm cho đường ruột trở nên thông thoáng hơn, không bị tắc. Không giống gạo thông thường, Gạo lứt thay gạo xay thô vẫn giữ được các lớp vỏ cám gạo bên ngoài, tức là vẫn còn lớp vỏ cám, bột thô và mầm gạo. Những lớp vỏ cám bên ngoài này giàu chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất và các chất xơ, tốt hơn gạo trắng. Ngoài ra, gạo lứt giàu vitamin B, vitamin E có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu, liên tục cung cấp năng lượng cho đường ruột, thúc đẩy sự gia tăng của vi khuẩn đường ruột có lợi, ngăn ngừa táo bón và ung thư đường ruột. 3. Mật ong Mật ong được xem là kem dưỡng da của đường ruột. Các axit amin và vitamin chứa trong mật ong có thể thúc đẩy một chu kỳ hoạt động thuận lợi trên toàn bộ cơ thể. Các chất dinh dưỡng như magie, phốt pho, canxi trong mật ong có thể điều chỉnh hệ thần kinh và cung cấp một môi trường nghỉ ngơi tốt cho đường ruột. 4. Sữa chua Sữa chua được gọi là phụ da của nhu động ruột. Nó là một sản phẩm sữa lên men bán lỏng. Trong đó, vi khuẩn axit lactic duy trì sự cân bằng sinh thái của hệ thực vật đường ruột tạo thành một rào cản sinh học, ức chế sự xâm nhập của vi khuẩn đường ruột có hại vào đường ruột. Vi khuẩn axit lactic cũng sản xuất một lượng lớn các axit béo mạch ngắn để thúc đẩy nhu động ruột, do đó có thể ngăn ngừa trứng táo bón. Một loạt các enzyme có trong sữa chua cũng có thể thúc đẩy sự tiêu hóa và hấp thụ. 5. Lạc Lạc được gọi là chất xúc tác của ruột. Nghiên cứu cho thấy lạc chứa một lượng lớn protein và chất béo, đặc biệt các axit béo chứa bão hòa cao. Các chất đặc biệt như axit phytic và phytosterol trong hạt lạc cũng có thể làm tăng độ dẻo dai của ruột. 6. Mộc nhĩ đen. Mộc nhĩ đen còn được Đông y gọi là công nhân vệ sinh của đường ruột. Mộc nhĩ đen được mệnh danh là thực phẩm giải độc hàng đầu vì chứa chất nhầy keo với hàm lượng cao, có thể hấp thụ hầu hết các độc tố tồn tại trong đường ruột trong một thời gian ngắn, đồng thời đào thải chúng ra ngoài nhanh hơn so với những thực phẩm khác. Đây cũng được gọi là thực phẩm thuốc tẩy ruột sẽ làm sạch hệ tiêu hóa một cách lành mạnh và hiệu quả. 7. Khoai nưa Khoai nưa là một giống khoai tương tự khoai môn, khoai sọ, được gọi là nguồn năng lượng của đường ruột. Khoai nưa không chỉ là món ăn mà còn có nhiều tác dụng trị bệnh như một vị thuốc, bởi vì nó có chứa các bó sợi hydrogen, rất có lợi trong việc thúc đẩy nhu động ruột và giảm áp lực đường ruột. Ngoài ra, chất sơ phong phú có trong khoai nưa có thể tạo thành màng bảo vệ trên thành ruột, rút ngắn thời gian cư trú của thức ăn và loại bỏ rác lưu trữ trong thành ruột. Vâng, với những loại thực phẩm mà chúng tôi vừa kể trên thì nó vừa hỗ trợ bạn có một sức khỏe tuyệt vời, lại giúp bạn có thể giữ sạch được ruột già của mình. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!